thuốc xịt bọ xịt muỗi cho cà phê chè, một chai được 2 phi nhé, một chai dùng cho 400 lít nước. Có thể phun kết hợp cùng với cái bộ phục hồi cây sau thu hoạch sử dụng cho cà phê ở Lâm Đồng. Một cặp cái thuốc phục hồi vọt đọt cho cây cà phê sau thu hoạch cà phê chè, có thể kết hợp cùng với một cái chai sử dụng để trị bọ xít muỗi tấn công cái lá non trên cây cà phê chè nhé, thì có thể pha được khoảng tầm một bộ là một chai bọ xít muỗi và một cái cặp mà phục hồi này pha cho khoảng tầm 400 lít nước để phun xịt cho cây sau thu hoạch ngay sau khi thu hoạch nhé. Nhưng cái này lại phun sau, rửa vườn sau thu hoạch. Cái bộ phục hồi này và trị cái con bọ xít muỗi này mình nên phun sau cái rửa vườn sau thu hoạch này khoảng tầm 7 ngày nhé. Cái gói sát khuẩn rửa vườn này nó sẽ giúp tẩy rửa những cái mảng bám rong rêu và hạn chế bị khô cành cho cây cà phê. Một gói sử dụng sau thu hoạch là 200 đến 300 lít nước. Còn khi cây đang đeo trái thì một gói này pha 400 lít nhé. Các anh chị nên xịt cái này ngay sau khi mình thu hoạch xong nhé, xịt trước khoảng tầm 7 ngày sau bắt đầu mình mới chuyển sang phun cái bộ phục hồi. Nếu có xuất hiện cái con bọ xít muỗi thì mình nên kết hợp thêm cả cái bọ xít muỗi và những cái con gây hại tấn công trên lá non của cây cà phê chè nữa nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.